Ngày 28 tháng 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa nhận được tin báo từ ngư dân phát hiện một tàu vỏ sắt không có người, không cờ quốc gia trôi dạt trên biển Thuận An. Trước đó, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An nhận được tin báo của ông Dương Văn Bò, ngụ thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, là thuyền trưởng tàu TTH-11001TS đang hành nghề giã cào. Khi còn cách cửa Thuận An khoảng 20 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc, thì phát hiện một tàu vỏ sắt trôi dạt. Sau đó, tàu cảnh sát biển CSB-4032 đã tiếp cận được tàu trôi dạt. Đây là tàu vỏ sắt dài khoảng 20 mét, tàu có chữ Trung Quốc và ký hiệu số 02. Trên tàu có 3 bộ máy tàu, không có cờ quốc gia, không có người. Đến 15 giờ 30 phút ngày 27 tháng 2, tàu CSB-4032 đã kéo tàu vỏ sắt trôi dạt này vào vùng biển cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc để tiến hành bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.